Sáng nay ngày 4 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và COICA tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh, gọi tắt là trung tâm ASUA Đà Nẵng. Đây là dự án ODA không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc, viện trợ cho chính phủ Việt Nam, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự lễ khởi công dự án về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Về phía Hàn Quốc có Giám đốc Quốc gia Văn phòng COICA tại Việt Nam, Cho Han Deok, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, An Min Sik, trưởng văn phòng kế hoạch và hợp tác thành phố Daegu, Kim Jeon Ki. Dự án xây dựng trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh, gọi tắt là trung tâm ASUA Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư hơn 259 tỷ đồng, trong đó vốn ODA không hoàn lại của COICA Hàn Quốc là 10 triệu 500 ngàn đô la Mỹ, tương đương với gần 247 tỷ đồng. Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là hơn 12 tỷ đồng. Trung tâm ASUA Đà Nẵng là mô hình điểm đầu tiên về quản lý thiên tai thông minh tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Thông qua dự án trung tâm ASUA, thành phố Đà Nẵng mong muốn nâng cao năng lực phát hiện cảnh báo sớm, dự báo xu hướng về thiên tai và giúp cho lãnh đạo thành phố có chỉ đạo điều hành kịp thời trong tình huống khẩn cấp, đồng thời cung cấp thông tin, thông báo nhanh chóng, chính xác cho người dân biết và chủ động phòng tránh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng do thiên tai gây ra hiện nay, dự án trung tâm ASUA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Đà Nẵng, kết nối đồng bộ với mạng lưới các đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, dự án trung tâm ASUA là một trong những công trình dự án động lực trọng điểm ưu tiên triển khai của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Do đó, để triển khai thành công dự án, các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị của thành phố Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với COICA và đơn vị tư vấn Hàn Quốc, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo triển khai dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.